Rồi, hello mấy đứa. Hôm nay thầy sẽ sửa câu 55 và câu 84 trang 126 quyển 2. Những câu này là thuộc mức độ chính cộng rồi. Ở đây á, cho tam giác đều, cạnh là 1. Rồi, khoảng cách từ A tới S, B, C bằng cái này. Rồi, khoảng cách từ B, khoảng cách từ C. Rõ ràng bài này là rất là khó làm rồi. Những cái khoảng cách này, chỗ này cho ba khoảng cách này là hơi khó rồi. Và hình chiếu của S xuống sẽ nằm trong tam giác ABC. Thì bây giờ thầy gọi H là hình chiếu của S lên mặt đáy. Thì sẽ đặt SH á, là bằng H nhỏ tính V. Vậy thì bây giờ mình nhớ cái công thức của mình là V của SA BC là bằng 1 phần 3 SH nhân cho SA BC bằng 1 phần 3 H nhân cho cạnh đáy là 1, vậy là 1 bình căn 3 trên 4 là bằng H căn 3 trên 12. Vậy vấn đề mình tìm H nữa là xong. Đó, vậy bây giờ muốn tìm được H đó, mình phải giải quyết các vấn đề như sau. Khoảng cách từ A cho tới SDC là bằng cái này. Vậy thì nhớ với thầy coi, muốn tính khoảng cách từ A tới SDC á, thì có phải thầy sẽ có là cái V của SABC thì nó sẽ bằng là V của A SBC thì sẽ bằng là 1/3 cái gì? 1/3 khoảng cách từ A cho tới SBC nhân cho diện tích của SBC. Đó, cái này thay vì bình thường là bằng 1/3 đường cao nhân diện tích đáy thôi. Vậy chỗ này cái thầy suy ra được là gì? Diện tích của SBC bằng cái gì? Bằng 3 lần V của SABC trên cái gì đây? Trên cho khoảng cách từ A cho tới SBC. Mà 3V chỗ này thì bây giờ chỗ này là 3 nè, nhân cho H căn 3 trên 12 chia cho mấy? Chia cho khoảng cách từ A tới SBC là chỗ này là căn 6 trên 4. Rồi tới đây rút gọn, căn 3 với căn 6 rồi còn căn 2. Vậy với mẫu còn căn 2. Số 4 với mẫu mình đem lên tử, 4 nhân cho 3 là 12, rút gọn với 12 là mất, vậy còn 1 chia căn 2. Đó. Vậy thì thầy có được SBC rồi. Chia nhỏ nhỏ cho dễ nhìn cho đủ chỗ. 1 chia căn 2. Mà cái SBC này á bằng cái gì? SBC chỗ này á thì bây giờ mình có cái diện tích này rồi. Ở đây thầy sẽ kẻ thêm một cái đường này, cái đường này rất là hay nè. Thầy sẽ kẻ thêm một cái đường ở đây. Nó vuông. Và thầy nói lại. Bây giờ thầy sẽ tính, thầy có cái cạnh này rồi nè, thầy sẽ tính cái cạnh này. Thầy tính cái cạnh này. Để làm cái gì? Cái chỗ này mình đặt lại là chữ N đi. Thì nhận xét nè, cái chỗ này nó vuông nha, nó không biết mất, nó nằm ở đâu kệ nó nha, khắc kẻ vuông vô đây thôi. Thì bây giờ thầy có được cái diện tích này. Và BC thì biết bằng mấy? Bằng mấy đây? Bằng 1. Vậy thì ở đây thì nó sẽ bằng là 1/2 1 là BC nhân cho SN. Thì rõ ràng từ đây cái thầy suy ra được gì? SN bằng cái này với cái này chuyển qua biến thành là căn 2. SN bằng căn 2. Và SN bằng căn 2 rồi. Mà căn 2 gì? Căn 2H. Chỗ này chỉ H còn nha. Vậy chỗ này là H căn 2. Vậy chỗ này là H căn 2. Và XH là bằng H. Vậy chia được HN bằng mấy? Cái này là bằng căn 2, còn cái này là bằng H. Và 1 á, vậy thì căn 2 với 1 thì chỗ này là 1 rồi, vậy chỗ này là bằng H. Rồi, điều thứ nhất. Vậy tương tự dấu chấm thứ hai, thầy sẽ tính được cái gì? Thầy sẽ tính được tiếp là khoảng cách từ B cho tới gì? Tới đây. Khoảng cách từ B cho tới SCA, khoảng cách từ B SCA thì thầy sẽ kẻ một cái đường vuông vô. Nó nằm lại ở đây. Thầy nói là ở đây thầy đặt chữ M đi.
Rồi những cái đường này mình xóa đi, mình để cho nó rối quá. Đó, từ theo đó tôi để vậy nè, đó đỡ rối chưa. Rồi tương tự cái thầy kẻ bên đây nữa, cái thầy đặt cái chữ này là hơi thẳng hàng nè, đặt cho xéo qua tí xíu đi. Đó, ngay đây thì ngay đây thầy đặt là chữ B phở. Rồi H nằm đây thì nó sẽ vuông với ba cái chỗ này. Rồi đó, hai bên là được rồi. Rồi vậy thì ở đây tiếp tục cái thao tác thứ hai là thầy tiếp tục thì có V gì, V của S A B C thì bằng V của B S A C là bằng 1/3 khoảng cách nhân gì đó, nhưng giờ thầy làm nhanh rồi, thầy đã làm được câu trên rồi, bây giờ thầy viết là diện tích của gì, S A C bằng 3 lần V chia cho khoảng cách từ máy, khoảng cách từ B. Đó, viết là tự hiểu rồi. Thì bằng 3V ráp vô là 3H căn 3 trên 12 trên cho khoảng cách từ B là căn 15 trên 10. 10 đem lên, 10 nhân 3 là 30, 30 chia 12, 30 chia 12 là rút gọn với số 2, rút gọn với số 2 là còn 15 trên 6. Rồi căn 3 với 15 thì chỗ này là biến thành là 15 trên 6 à 15 trên 6 à, rút gọn với số 3 nữa mà, rút gọn với 3 nữa là bằng nhiêu đây, rút gọn với 3 nữa là còn 5/2. 5/2 có cái căn 5 ở đây nữa. Đó, cái này với này biến thành là căn 5/2, thì cái này sẽ bằng là 1/2 1 nhân cho mấy đây, 1/2 1 nhân cho cái chữ gì, bên đây là SDC vậy nè, chính là SM. SM có SM rồi, cái thầy suy ra được là SM ngay đây bằng 22 rút gọn mất, còn căn 5 là H căn 5. Vậy thầy suy ra được đó là S gì, suy ra được là HN, HM chứ căn 5 này là 1 thì trong này là bằng 2H đó. Để chấm tiếp nữa thầy sẽ tính là HB tương tự thôi. Vậy thì giờ làm nhanh vô, thì chỗ này là 3V là 3V trên gì, 3H căn 3 trên 12 tất cả trên cho nhiêu số còn lại là căn 30/20, căn 30/20 ráp cái này vô thì tính ra là cái căn 3 này là còn căn 10 nè. 20 đem lên, 20 nhân này 60, 60 chia 12 là bằng 60 chia cho 12 là bằng 5, mà rút gọn 5 chia căn 10 á là bằng căn 10/2. Thì trong này có chữ H nè, trên này có chữ H nè. Rồi sau đó suy ra được cái chữ gì, nó sẽ bằng là chỗ này rõ ràng rút gọn số 2 đúng không, vậy chỗ này sẽ biến thành là SB của thầy sẽ bằng là căn 10, là H căn 10. Chị suy ra được là HB thì sẽ bằng là H là 3H Pythagore thôi. Đó, mấy cái này sẽ tính luôn nha, không có thể tương tự nha, tương tự thì mới có tự xử được. Rồi tiếp theo, bây giờ có ba thằng này rồi, cái này nó quan trọng lắm nè. Cái này thì diện tích của ABC, cái này rất là hay nha, bằng diện tích của HBA, HBC đi, cộng cho diện tích của HAC cộng diện tích của HAB tách ra. Và hình dung cho thầy nè, cái chỗ này nè sẽ bằng 1/ gì, 1/2 nhân cho gì đây, nhân cho AH đi, không phải nhân cho AK. 1/2 AK là đường cao, nhân BC bằng 1/2 cái gì đây, 1/2 HN nhân cho BC cộng 1/2 HM nhân cho AC cộng 1/2 HB nhân AB. Rồi tới đây rút gọn BC, BC bằng 1 gì đó, HAC đó, nói chung tóm lại là những con số, cái cạnh của này là cạnh của hình tam giác đều mất hết, không quan trọng, nếu bằng 2 thì cũng mất luôn.
1 phần 2 mất hết. Vậy tóm lại chỗ này là A AK bằng HB cộng cho HN cộng cho HM. Đó, cộng cho cái này. Vậy thì bây giờ cái thầy tính ra được là gì? AK, AK là đường cao của tam giác đều. Hãy nhớ cho thầy là đường cao trên tam giác đều sẽ bằng một cái điểm bất kỳ trong tam giác đều hạ hình chiếu xuống tổng bằng khoảng cách. Nhớ cho thầy nha. Đây nè, đường cao trong tam giác đều thì sẽ bằng một điểm bất kỳ tính khoảng cách, tổng khoảng cách từ một điểm bất kỳ tới ba cạnh của tam giác đều. Vậy ba này cộng lại bằng mấy? 3 2 với 1 vậy là bằng 6, 6h. Đó, mình có 6h rồi. Vậy 6h AK là bằng mấy? Căn 3 trên 2. Vậy rõ ràng thì tính nó được h bằng mấy? H là bằng căn 3 phần 12. Có h chưa? Rồi. Vậy là xong. Có h nữa là xong bài rồi, ráp vô. H bằng căn 3 phần 12 có thể thế vô trong đây. Thế vô, rồi bấm máy tính ra là ra 1/48. Con này hơi tốn thời gian nha, hơi khó nha. Rồi tiếp theo, bây giờ thầy sẽ sửa tiếp câu 84. Con này cũng là bao khó luôn, tốn rất là nhiều năng lượng để làm những con này. Con này thi năm 2018 đó. Đề này là, đề này là nói chung là rất là hay luôn. Con này mà đưa vô là hình là con này là thuộc về dạng mà rất là khó rồi, khó tưởng tượng nữa. Rồi bây giờ thì cho cái hình lăng trụ, thì dễ lăng trụ bất kỳ. Mà trong đây á, đọc cái khúc rất là hay, phải đọc cái khúc này nè. Hình chiếu vuông góc của A lên cái này là trùng với trung điểm Y của BC phải. Vậy đầu tiên thì sẽ vẽ cái hình này ra. Hình này vẽ nó hơi khó nha, cho nên thầy vẽ kiểu này cho dễ nhìn. Chứ vẽ theo cái kiểu này là cái góc nó ở đây là vẽ theo kiểu này nè. Vẽ chỗ này thì cái góc chỗ này nhỏ xíu luôn. Nó sẽ hơi khó nha. Vẽ kiểu này thì chỗ này sẽ bự hơn nhiều. Từ đây nè. Hơi lệch tí xíu. À, chiếu qua. Cái góc này sẽ dễ nhìn hơn, nó sẽ bự hơn nhiều. Chỗ này nó sẽ vuông đây đây. Rồi, chỗ này là A, A phẩy, BC, B phẩy, C phẩy và BC đây. Đó, hình này thì cái góc này chỗ này nó hơi nhỏ ha, nhìn nó hơi khó tí xíu. Thì thực chất cũng được thôi. Kệ vẽ hai hình để cho dễ nhìn. Thích vẽ hình nào thì vẽ. Luôn cũng được. M này nó vuông. M. Rồi tiếp theo. Bây giờ đó là mình sẽ có những cái câu sau nè. Khoảng cách từ C cho đến BB phẩy là bằng 2. Khoảng cách từ A cho đến B phẩy, B phẩy rồi C phẩy lần lượt là 1 với căn 3. Thì chỗ này là hơi khó. Được chưa? Chỗ này là hơi khó. Rồi bài này á, mình sẽ dựng một mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BB phẩy và CC phẩy. Dựng mình sẽ chiếu đại chỗ này vô, thấp xuống chiếu đi. Rồi thì dựng cái mặt đây đây. Thì tại vì nó nghiêng mà cho nên cái chỗ này nó vuông nè, sẽ dựng vô nè, chỗ này nó sẽ vuông.
vuông ở đây. Đây, chỗ này là vuông. Rồi, bây giờ thầy hỏi nè, khoảng cách từ A cho tới CC phẩy thì có phải là bằng cái đường này, ta đặt ở đây là A1, đặt ở đây là A2, thì có phải khoảng cách từ đâu? Khoảng cách từ A, em viết từ cao cao lên đi, khoảng cách từ A cho tới là CC phẩy là bằng bằng nhiêu? A2, khoảng cách từ A cho tới B, B phẩy á, là bằng A1. Rồi khoảng cách từ từ đâu? Từ C cho tới B, B phẩy thì nó bằng khoảng cách từ A2 cho tới B, B phẩy là bằng A1, A2. Và cái CC phẩy á, là bằng căn 3. Chỗ này là bằng 1 và chỗ này là bằng 2. Nhận xét 1, 2 với căn 3. Căn 3 là cái đường này. Vậy rõ ràng cái tam giác này là Pythagore vô. Nó vuông. Nó vuông chỗ này. Đó. Rồi, bây giờ dựng thêm một cái đường ở đây nữa. Tại sao phải dựng? Thầy sẽ dựng cái đường này để mình tính được cái diện tích của cái tam giác này. À, bây giờ viết cái công thức của mình cần tìm với đó. V của cái gì? Thể tích của khối lăng trụ. Lăng trụ thì bằng bằng cái gì đây? Bằng AM nhân cho diện tích của ABC. Đây, bằng tiếp tục bây giờ mình ráp cho mình tính diện tích ABC. Bây giờ muốn tính diện tích ABC á, nhận xét cho thầy một cái định lý rất là hay. Mình sẽ dùng cái gì đây? Mình sẽ dùng cái góc giữa A1, A2. Vậy bây giờ thầy hỏi nè, cos của góc A1, A2 với cái cos với cái thằng ABC là bằng cái gì? Định lý rất là hay. Muốn tính góc thì bây giờ góc giữa hai cái này, cái góc của cái này á, thì bây giờ là nhận xét cho thầy coi, có phải ABC vuông với AM? Góc giữa hai cái mặt á, thì có hai cái xác định. Ví dụ như đây, vẽ hình này đi. Góc giữa hai cái mặt bất kỳ, xéo đi xíu nữa, góc giữa hai cái mặt B và Q đi, thì có hai cái xác định. Một đó là dựng một cái mặt phẳng gì R sao cho nó gì, nó vuông với chỗ này đó, dựng cái chỗ này ở đây nè, dựng mặt phẳng R ở đây thì cái góc này chính là cái đường này và chỗ này là cái vuông. Đó là cách thứ nhất. Cách số 2 á là mình sẽ lấy hai cái gì, hai cái, nếu bây giờ thì có một cái đường thẳng thì vuông góc như này ở đây nè, đó, và ở trên đây thì có một cái đường thẳng thì cũng vuông như này nữa, thì góc giữa B với Q chính là góc giữa hai cái đường này nè, hai cái tơ này nè, hai cái đường D với delta đi. Thì bây giờ cos với hai cái này là nhận xét cho thầy coi, AM á thì nó vuông với nào? Nó vuông với A7 B7 C7 và nó cũng vuông với ABC. Vậy cho nên cái ABC chỗ này thầy sẽ đại diện cho thằng AM. Cos chỗ này là AM. Và cái chỗ này á thì cái mặt phẳng màu đỏ ở đây á thì rõ ràng nó vuông với CC phẩy, mà bây giờ thầy đưa CC phẩy AM ở đâu có liên quan, vì thầy phải kẻ thêm một cái đường này đây. Đó, cái đường này đường rất là quan trọng. Thầy vẽ cái đường này ra. Đường này tên là MF đi. Thì nó cắt ngay đây á là tại cái điểm H. Vậy góc giữa M, góc giữa cái đường này nè, nó sẽ vuông đúng không? Nó sẽ vuông tại vì thằng này nó song song với này thì nó vuông. Vậy thì MF á thì rõ ràng là CC phẩy này vuông với A1, A2, rồi BB phẩy thì nó vuông với này, thì rõ ràng dẫn tới là CC phẩy nó vuông với cái mặt màu đỏ này. Thì thằng này nó song song với này nữa, nên chỗ này nó vuông. Nó vuông ở đây. Rồi, nó vuông ở đây thì bây giờ thì đại diện cái chữ này là chữ gì? MH. Đó, cái mình quy về một cái tam giác này.
Và cái này rõ ràng là trung điểm. Vậy thì AH là bằng bằng 1. AH bằng 1. Bây giờ cái góc là chính là góc này nè. Là bằng góc nào đây? AMH. Xong. Và cái cos này á, à quên, cái cos mà nó phải ra cái góc đâu. Thì đúng là ra cái góc á, là cos của góc này nè. MH và cái này là góc này. Cos này thì bằng cái gì đây? Cos này bằng cạnh nào trên cạnh nào? Bằng em góc này đây á, thì bằng MH trên trên gì? Trên AM. Hình này thì có thể mình vẽ như vậy nè. Đây thì để cái hình luôn, mình sẽ xóa luôn. Đây mình vẽ cái này đây, rồi cái thể vẽ bên đây đường này. Đó thì cảm giác như cái góc này thì vẫn nhìn được nha. Chỗ này là A2 nè, chỗ này A1 nè, chỗ này là F, chỗ này là H. Đó, nhìn nhau hết thôi. Rồi bây giờ chúng ta nhận xét là cái tam giác là M, A, F là nó vuông. Vuông tại đâu? Vuông tại A. Và có AH á, là đường cao. Đường cao ngay đây. Nó vuông. Vậy áp dụng hệ thức lượng vô là một phần gì? Một phần AH bình bằng một phần AF bình cộng cho một phần AM bình. Mình cần tính AM, vậy chỗ này là AM sẽ bằng là gì? 1 chia cho căn bậc 2 một phần AH bình trừ cho một phần AM bình. Với AH á, là bằng 1, AM á, thì bằng AF chỗ này AF bình á, thì chính là bằng A'M, và chỗ này hồi nãy cái đề nó cho là bằng bằng 2, thì chỗ này là bằng 2. Thì bấm CLC thử lần lượt là 1 và 2 vào. Rồi bấm nhập vô cái này, bấm CLC thử 1 và 2 vào, ra được 2 chia căn 3. Chỗ này là bằng 2 chia căn 3. Vậy AM sẽ bằng là 2 chia căn 3. Và vấn đề còn tính là diện tích của SABC. Cái khi mình viết cái này á thì viết bằng MH chia AM, mà rõ ràng hai cái này số nó không tính được, mà để cái gì vô là cũng không có ra. Vậy thôi, mình suy nghĩ cái góc khác. MH và AM, MH và AM là góc này. Mà góc này á thì lại bằng cái góc nào đây? Góc này á thì lại bằng góc này nè. Do nó cùng phụ với góc này. Nó cùng phụ với AF M. Thì cái góc là HAF, vậy chỗ này là bằng cos của AMF bằng cos của HAF. Mà cos của HAF á thì rõ ràng mình thấy được, mình tính được á, là bằng AH trên cho AF. Đó. AH là 1, AF là 2, vậy chỗ này bằng 1/2. Rồi xong. Nhận xét A1 A2 tam giác A1 A2 là hình chiếu của ABC lên cái mặt phẳng là A1 A2. Vậy suy ra được đó là cos của alpha, đặt cái này là cos alpha đi, cos alpha bằng cái gì? Bằng diện tích của cái vật, diện tích của cái bóng chia cái vật. Cái bóng của mình là A1 A2 trên cho diện tích của ABC. Vậy thì mình đang cần tính diện tích ABC ngay đây nè, thì suy ra được là diện tích của ABC bằng diện tích của cái này A1 A2 trên cho cos của alpha. Diện tích của tam giác này á, thì nó vuông rồi, cạnh đây là 1 và cạnh lần lượt là 1 và căn 3, và diện tích đây sẽ là căn 3 trên 2 trên cos alpha là 1/2, thì chỗ này bằng căn 3. Vậy ráp chỗ này vô là căn 3, vậy sẽ bằng là 2. Chọn câu D. Bài này là tương đối là hơi phức tạp. Nói chung là làm xong rồi mình làm lại lần nữa thì sẽ thấm thôi. Rồi ok nhé.